Di Đà Phật. Mến chào bà con cô bác, hôm nay dắt lại thỉnh cầu cao về chúng đã lễ, dắt lại chân bông ngày hôm qua rồi, hôm qua dắt lại chân bông rồi, hôm nay dắt lại cũng trời mưa bão mà dắt lại cũng về thỉnh cầu cao cúng trả lễ, thắp nén tâm hương, rót nước, lãnh lễ Đức Mẹ Phật Bà xong rồi. Bây giờ dắt lại quay cho bà con xong đó là dắt lại thắp hương vòng vòng hết luôn ha. Đó. Rồi xong xuôi rồi dắt lại vô, dắt lại xin cho bà con một thời xăm may mắn ha. Đó, hôm nay dắt lại về qua dắt lại chân bông nè, qua trời mưa bão mà dắt lại không ngại gian nan, mưa đùng đùng qua là hết 2-3 bộ đồ, rồi dắt lại dầm mưa râm râm cái dắt lại chạy luôn rồi về thay đồ có chạy tiếp đó. Rồi, hôm nay cũng trời mưa bão nhưng mà có dắt lại có áo mưa đó, dắt lại thỉnh cầu cao về dắt lại cúng trả lễ Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành. Nãy dắt lại cũng có khấn nguyện với Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành rồi, dắt lại đảnh lễ, dắt lại nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh, thân tâm thường an lạc, gia đạo luôn được bình an. Ai xem kênh dắt lại vlog cũng như dắt lại thần tài giải trí dắt lại đều được cái lộc bình an, tai qua nạn khỏi, gặp ăn gặp nhiều thuận lợi, ai bị tâm tai phạm tới tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, ai thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà, mọi chuyện đều như vậy. Dắt lại khấn nguyện nãy dắt lại đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, dắt lại khấn nguyện sao giờ dắt lại nấu vậy ha. Đó. Thì dắt lại cũng kiến lên trầu cao cúng trả lễ chư vị thần linh, qua dắt lại chân bông nè, bông này nở đẹp với ông bà con đó, dắt lại chân bông cúng trả hôm qua, hôm nay dắt lại thỉnh trầu cao về dắt lại trả lễ chư vị thần linh ông địa hồn tài nhỏ, dắt lại cũng rót nước rồi dắt lại quét dọn lau chùa rồi dắt lại đảnh lễ chư vị xong rồi. Bây giờ dắt lại quay cái là dắt lại xin cho bà con cái cô bác anh chị em cái lộc ha. Dắt lại xin cho bà con cô bác anh chị em chúng ta cái lộc. Thì bà con cô bác anh chị em xem mà nhớ mỗi người chia sẻ ủng hộ giúp dắt lại ha. Chia sẻ lên Facebook, Zalo gì đó giúp dắt lại ha. Rồi mọi người xem cho dắt lại một lượt đăng ký. Nhấn vào cái chuông, nhấn chữ đăng ký rồi nhấn vào cái chuông. Để dắt lại up video lên, dắt lại đi xin chỗ nào dắt lại up video lên thì bà con xem được sớm ha. Dắt lại cũng mong rằng bà con ủng hộ dắt lại, chia sẻ giúp dắt lại kênh mới, bà con đăng ký, mỗi người chia sẻ cho một người đăng ký giùm dắt lại nha. Mùa về Đà Phật rồi dắt lại xin xa lọc cho bà con ha. Dắt lại qua dắt lại về trời mưa gió mà dắt lại về chân bông đó, chân bông rồi nay dắt lại thỉnh đầu cao về dắt lại cúng. Nay bà con có cái lộc hôm nay dắt lại nguyện với Đức Mẹ Phật Bà có cái lộc, ngày mai dắt lại thỉnh nước nhang dầu, nhang dầu cũng hết rồi nè bà con thấy không, nước nữa thỉnh lóc nước rồi nhang rồi dầu. Hôm nay dắt lại nguyện với Đức Mẹ Phật Bà cho có cái lộc lớn, lộc rực rỡ trên Zalo, nãy dắt lại khấn nguyện dắt lại đảnh lễ rồi, dắt lại nguyện cho trên Zalo của dắt lại hôm nay có cái lộc lớn, ngày mai dắt lại thỉnh nhang dầu đèn với nước về dắt lại cúng dắt lại trả lễ. Hồi nãy dắt lại có khấn nguyện rồi đó, thì bà con trên Zalo của dắt lại thì dắt lại có ủng hộ thì dắt lại sẽ đủ có tạo điều kiện cho dắt lại thỉnh được nhang dầu đèn cũng như là nước cúng hàng ngày. Qua dắt lại thỉnh bông rồi, nay dắt lại thỉnh trầu cao, hồi nay dắt lại thỉnh trầu cao về dắt lại cúng. Hôm nay dắt lại nguyện cái trên Zalo của dắt lại có cái lộc, bà con có cái lộc bà con tạo điều kiện ủng hộ dắt lại đủ duyên để dắt lại ngày mai chứ có dắt lại thỉnh nhang dầu đèn. Một thùng dầu như vậy là nếu mà một thùng thì là 300.000 nhang nước rồi nữa, để dắt lại thỉnh một thùng chứ thỉnh lận bình trăm hoài hết hoài, bình hoặc hai bình ba bình nó hết hoài, chắc là thỉnh một thùng. Mùa Di Đà Phật con cúi đầu đảnh lễ quỳ xuống xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành, con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự dắt lại hôm nay với lòng thành kính con về miếu phụng sự Tam Bảo, quét dọn rót nước thắp nén tâm hương kiến lên trước án trầu cao cúng trả lễ con xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành đem công đức này hồi hướng cho bà con cô bác trên kênh dắt lại vlog cũng như trên kênh thần tài giải trí dắt lại của con, mọi người đều được có lộc may mắn, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi, ai bị tâm tai phạm thái tế thêm thấy được kim thân của Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành,
chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, con cúi đầu đảnh lễ xin Đức Mẹ Phật Bà ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thể sâm may mắn, một thể sâm lộc, một thể sâm cho ngày mai thứ ba Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, đêm có miền Bắc miền Trung, ngày 1 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 15 rằm tháng 6. Con xin Đức Mẹ Phật Bà ban cho con đặng một thể sâm lộc, một thể sâm tài, một thể sâm may mắn để giúp cho bà con cô bác có thể xem tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành cho bà con có cái lộc rực rỡ. Con nguyện với Đức Mẹ Phật Bà ngày mai con thỉnh nước với nhang dầu đèn về con cúng con trả lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chú thầy sâm này nữa bà con ơi, chú thầy sâm nằm gỡ lên nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi, cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Đây là số thầy sâm may mắn con vừa lắc ra được, con xin quay vào trong trình lễ để Đức Mẹ Phật Bà. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà điểm chỉ ban cho số thầy sâm này có cái lộc được rỡ ngày mai Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, giúp cho bà con có cái lộc miền Nam là chính, về đầu về đặc biệt, về trong lô nghề ngay đặc biệt, giúp cho bà con có được cái lộc này. Mô Di Đà Phật. Bà con ơi, cái số thẻ sâm này là số thẻ sâm giác lợi sinh mới đây 2 ngày nữa nè bà con. Xin được số thẻ sâm này là phải thỉnh nhang, thỉnh dầu về thắp bà nè bà con, thắp cúng bà nè. Mô Di Đà Phật. Số thẻ sâm 100 nữa nghe bà con, 100 nữa, 100 nữa bà con ơi. Số thẻ trăm sâm 100 thượng thượng nè bà con, ngày mai Đại Bến Tre Vũng Tàu 100 rất là đẹp đó bà con. Số thẻ sâm 100 nghe bà con. Số thẻ sâm 100 00100 nghe bà con. 100 là số 100. Số thẻ sâm này là đại thượng thượng đó nghe bà con. Ai mà xin sâm công việc này kia cái nọ mà xin được số thẻ sâm mà 100 là đại thượng thượng á là rất là tốt, tốt còn hơn cái chữ tốt đó nghe bà con. 100 là đại thượng thượng. Ai xin được số thẻ sâm này phải thỉnh dầu về cúng bà nè. Bà con cô bác anh chị em mình lưu ý dùm cho giác lợi ha. Số thẻ sâm này là số 100. Đó, 100. Giác lợi xuống xin chư vị thần linh, con cúi đầu đảnh lễ xin ông địa, ông thần tài, ông bà tài, chư vị thần linh, sơn thần thổ địa, hai bên tạ hữu quý bà, con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi hôm nay, con thỉnh cầu cao tiến lên trước án cúng trả lễ. Con nguyện xin chư vị ban phước ban lộc ban cho kênh giải trí của con một thể sâm may mắn, một thể sâm lộc, một thể sâm về trùng khớp với miền Nam, có Đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu là chính, sau nữa là miền Trung và miền Bắc. Con xin chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, xin các ngài ban cho con một thể sâm tốt. Rồi số thể sâm nằm ngửa lên luôn, số thể sâm nằm ngửa lên, qua nay xin sâm ngửa không nghe bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ chư vị thần linh, ông địa, ông thần tài, con xin ông độ cho số thẻ sâm này về trùng khớp trúng ngày trúng giờ, giúp cho bà con trong kênh của con ai cũng được cái lộc may mắn. Số thẻ sâm này về đầu về đặc biệt, về trong lô, về trùng khớp với Đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, miền Nam là chính, sau nữa là miền Trung miền Bắc. Con xin ông địa, ông thần tài, ông tà độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thẻ sâm là số 97 nghe bà con, số 97 nghe bà con, số 97 ở trên Đức Mẹ Phật Bà là số 100, số 100. Còn giác lợi xin dưới đây là được số 97 ha bà con, 97 nha, 97 và 100 thì bà con ghép vào là 97 100 100, 97 100, bốn ba càng bốn càng gì đó bà con ghép vào 100 100 và 197 đi, 100 197 đi ha. Bà con nào mà có thể là 97 100 97 100 gì đó, bà con có thể thích thì mua tờ giấy số 97, còn không thích thì mua tờ giấy số 100. Mua về là Phật 100, con xin hỏi số thẻ sâm xuống. Ở trên Đức Mẹ Phật Bà là bà con thấy số thẻ sâm là số 100 ha. Số 100 là thượng thượng, đại thượng thượng nha bà con. Số 100 là số thượng thượng, đại thượng thượng ha. Rồi, giác lại lên giác lại nguyện với Đức Mẹ Phật Bà. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Bà con thấy cây nhang cong nè, cây nhang giữa cuốn tàn luôn nè bà con ha. Nhang thường mà cuốn tàn nè. À, nhang không mùi, không có ít khói á. Giác lại thành tâm nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số 100 này có cái lộc trúng ngày trúng giờ. Con nguyện thỉnh dầu về cúng trả lễ, dầu nước về con cúng con trả lễ. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi xét chứng minh cho lòng thành kính của con,
cho bà con cô bác có cái lộc ngọt không không. Con nguyện xin cũng dầu nước về cúng trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số 100 có cái lộc ngày mai được rỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con cô bác anh chị em nào có thể xem video cũng có thể tham khảo trước 100 ngày hôm nay dùng giác lợi ha. 100 rồi giác lợi xin chào tạm biệt, chúc tất cả bà con cô bác luôn an lạc, gia đạo luôn được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi nha. Giác lợi thành tâm nguyện cầu cho tất cả bà con luôn được cái lộc may mắn hàng ngày. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giác lợi kính chào tất cả bà con cô bác ha. Nay xin được cái số thượng thượng đại thượng thượng 100 rồi. Là cách nay 3 ngày giác lợi cũng xin 100 đại thượng thượng á. Hôm nay 100 nữa. Giác lợi cũng mong rằng bà con có cái lộc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tạm biệt.